Mình đến gần hơn. Có gì vậy ta? Nó gần hơn rồi. Nó không gian dính máu các bạn ơi. Cha, mẹ. Ôi trời ơi. Ghê vãi. Chào mọi người, channel mình là Kenogami. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game tên là Frantbound, một tựa game giải đố kinh dị mà mình đã tìm được trên mạng. Mình thấy là kênh của mình nhiều người thích chơi những tựa game mà có mang xu hướng là nó giải mã, thì đây cũng là một tựa game giải mã. Mình muốn chuyển qua một cái thể loại mới, cũng là một tựa thể loại kinh dị cốt truyện các bạn, nên mình sẽ chọn cái tựa game này để mình quay. Trước khi chơi tựa game này thì mình cũng đã test thử để xem tựa game này như thế nào, cách chơi ra sao thôi. Và mình sẽ bắt đầu chơi mới nha các bạn. Ok. Mọi thứ thật tuyệt. Mình đang đóng vai một cô bé. Có cảm giác như đang ở thiên đường vậy. Tôi thấy người thân tôi. Họ trông rất hạnh phúc. Họ có một món quà cho tôi, là gì nhỉ? Ồ, là một con mèo. Thật là dễ thương. Nói chung là cái đoạn đầu tiên thì nó nói về một cái nhân vật, cái con bé nó sống ở trên trong gia đình nó. Con mèo này tên là Midnight. Bạn thân của nó, bạn thân của đứa cái con nhân vật của mình đây. Chúng tôi đã dùng bữa thôi. Bà đó là bà dì của con bé, tên là Phrase. Thứ sáu thì bố mẹ con bé đi chơi. Cái bà dì này thì chăm sóc nó rất là, trông sóc cái đứa bé này rất là tốt. Nói chung là đây là một bộ phim, đây là một tựa game khá là hay các bạn. Đó là tối thứ hai khi tôi chơi với Midnight. Tôi có một cái linh cảm xấu. What the fuck? Má nguyên cái khuôn mặt không kìa. Một sinh vật lạ bên ngoài cửa sổ. Mình không thích nó. Nó làm mình sợ. Mình ấy sợ vãi đái ra luôn. Đột nhiên mình cảm thấy mình thấy một cái gì đó. Ở phi game chưa gì đấy. Đó là mẹ đang hét. Có chuyện gì xảy ra các bạn? Mình muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nguy hiểm. Một ánh sáng rực rỡ chiếu rọi từ phòng của bố mẹ. Mình đến gần hơn. Có chuyện gì vậy ta? Và gần hơn nữa. Ủa, mấy con dao dính máu các bạn ơi. Cha, mẹ. What the fuck? Ghê vãi. Ủa má, tự nhiên. Ủa. Tự nhiên mẹ, bố mẹ con này tự nhiên bị cắt đầu rồi cắt thịt, móc mắt rồi, mới gớm vãi. Ủa, nguyên cái ngôi nhà nó toàn máu không? Hồi nãy mình thấy con bé nó khóc ra máu luôn các bạn. Vãi đái. Ồ, con Midnight nó đang nằm bên người mình. Nó tự nhiên nó dậy nhìn gì đó. Ôi, giận dữ. Như là có chuẩn bị có chuyện gì xảy ra hay sao các bạn? Một người đàn ông, một người phụ nữ tới mang mình đi, chả biết đi đâu. Ok. Mình tên là Fran các bạn. Fran, hãy nghe lời ta. Khi ta đếm đến ba, con phải thức dậy. Không biết lời của ai nữa. 1 2. Ví dụ như tập đếm số. Chương 1. Ngày tôi tỉnh táo. Ủa vãi đái. Nguy hiểm vãi. Ba. Fran, con cảm thấy thế nào? Đây chính là nhân vật của mình. Mình có thể chọn A hoặc B. A là con nghĩ con ổn. Con thấy suy sụp. Mình sẽ chọn là con thấy suy sụp. Con thấy không hiểu tại sao chú lại làm vậy với con. Hãy cố gắng bình tĩnh, đây là một phần của quá trình hồi phục của con. Bố mẹ con đã chết chăng? Để hỏi coi.
khổ thân mọi thứ trở nên tốt hơn, chú hứa. Ổn hơn, hãy để con ra khỏi đây. Con không nên nói chú là làm thế này hay làm thế kia. Giống như cái ông này, ông là một cái bông bác sĩ, ông điều trị cho mình để mình có cảm nên khá hơn các bạn. Ok, tiếp theo. Nhưng bây giờ chú có một cái gì đó cho con, Fran. Cái đó là gì nhỉ? Thấy trên bàn không? Có một cái món quà nhỏ cho con đấy. Ok. Từ gì? Phrase. Lấy nó đi. Nói chung là bà gì đó đã cho mình một cái gì đó, bà gửi lại cho mình cái gì đó. Ok, bây giờ mình đã có thể di chuyển được các bạn. Đấy, mình di chuyển bằng cách nhấp chuột. Ok, mình sẽ lấy cái túi đó coi có cái gì không. Ok, đó là ví của mẹ con. Ok, mình sẽ mở cái ví ra chăng. Ok, mở ví ra. Bên trong một bức thư để sử dụng không? Kiểm tra nó. Ok. Gửi Fran. Đây là một cái ví mà con rất thích. Dì nghĩ con sẽ thích nó. Thích khi có nó. Khi dì nghĩ về con, dì nhớ rằng con rất thích kiểm tra các món đồ vật và thử gộp chúng lại với nhau. Dì hy vọng con thể sử dụng cái túi này để cất giữ những thứ hữu ích còn dùng được. Đừng quên, sáng tạo là món quà tuyệt vời nhất con có. Câu cuối khá hay các bạn ha. Rồi, thân gửi, thân mến, dì Frey. Ok. Dì ấy luôn lo lắng cho con. Dì Frey. Có một lý do để con thoát ra khỏi đây. Đừng lo vì dì ấy vẫn khỏe. Con mệt mỏi với tất cả. Được rồi. Được, con có thể rời đi. Nhưng khoan đã đó. Là hãy đợi một liều thuốc mới cho con đi. Ok. Thuốc gì thế? Mình cũng chả biết thuốc gì nữa, bấm thôi. Thuốc đó được gọi là gì ạ? Đua thai. Nó sẽ khiến con cảm thấy thư giãn hơn. Y tá, chúng ta đã sẵn sàng. Ok. Có gì mới hôm nay bác sĩ Din Dia? Ok, để xem. Không có gì, có vẻ như tương tự như trước đây. Ok. Hiểu rồi. Đây. Uống thuốc đi. Mình sẽ tới uống thuốc chăng? Rồi, để uống thuốc. Chuyện gì xảy ra không ta? Mình cảm thấy không ổn. What the fuck? Má ơi. Gì vậy? Ồ không, đôi con bé trở về. Má cái gì vậy trời? Phải. Má cái thứ thuốc gì mà làm tự nhiên mọi thứ nó bị bị mấy cái đầu rơi xuống các bạn, đúng gớm luôn. Phải, trưởng đây, mình đây. Ủa cái con này. Cẩn thận Frank Bow. Cái này có thể là những người mà đã giết mẹ mình, bố mẹ mình đây. Nếu mày ra khỏi đây ta sẽ săn lùng mày. Bắt mày. Cái thằng này đang đe dọa mình các bạn ạ. Và đưa mi trở về sự điên loạn. Má ghê thiệt chứ. Gớm thiệt, mới có mấy phút đầu. Fran tỉnh dậy. Cái này con mèo nói chuyện mình đây. Nếu như thuốc đó sẽ giúp chị ra khỏi đây. Ok. Em sẽ đợi chị trong rừng. Con mèo vãi trung thành kinh luôn. Em yêu chị cũng yêu em. Em chị thích mèo lắm em. Ok, mình đã tỉnh dậy các bạn. Mình đang nằm trong một cái căn phòng nào đó. Ok, để tỉnh dậy coi. Mình ở đây, mình vẫn ở đây, nơi ghê gớm, ghê tởm. Mình muốn ra khỏi đây. Ok. Giờ mình có thể tương tác với một số đồ vật các bạn. Để mình coi cái chỗ cái máy này có cái gì không. Cái hộp này. Nhạc hay vãi.
một cái khóa rồi. Ok, khóa rồi, biết sao giờ. Rồi. Đây là hồ sơ bệnh án của mình các bạn. Mình tên là Frank Bao, đúng không? 10 tuổi, giới tính nữ, lịch sử là bệnh nhân được tìm thấy ở gần viện nghiên cứu Oswald, có dấu hiệu là rối loạn tâm lý. Chị có nghĩ là cái ngôi nhà của mình ở gần cái viện nghiên cứu này, trong lúc đó là cái lúc mà mình chạy ra thì mình đã bị vấp vấp ngã té đúng không? Thì có nghĩa là mình ở gần đó và những cái ông bác sĩ này ông tìm thấy mình, ông mang mình về. Chi tiết bỏ qua bi kịch gia đình Paul. Ủa mà sao ông này không biết được chuyện gia đình mình ta? Hay là cái chuyện này nó có đưa lên báo chí không nhỉ? Ok, ông bác sĩ trị liệu ông tên là Dia và đã thử nhiều loại thuốc khác nhau nhưng tất cả đều bị hủy vì gây tác dụng phụ. Má này cái tác dụng phụ này đúng kinh luôn á, tự nhiên máu mẹ rơi đầu rơi xuống hết hồn luôn. Hình như hồi nãy mình nhớ là cái lúc đó có con ma màu đen đó các bạn. Phải trưởng chưa? Ok, tài liệu ngày 25 tháng 7 năm 1944. Ủa, năm 1944. Năm nay năm 2019 mà game này là năm 1944. Vãi chưởng. Ok, để mình coi coi. Chìa khóa. Để coi coi tờ giấy này có gì không? Màu đỏ, nhỏ bé và nhỏ bé. Bạn đã giúp tôi trốn. Ghét quái vật. Ồ, mình có viết được, mình vẽ những con này. Nói chung là những cái lời mà mình muốn gặp cái con Midnight, con mèo của mình đó. Ok. Ồ, vãi, mình lỡ mình đụng vô cái nó bị ăn. Rồi mình lấy cái này ra. Ok, một cái móc khóa. Một cái móc khóa để kiểm tra nó coi có gì. Một cái móc khóa vàng rơi từ kiểm. Ok, không có gì hết. Ok. Một mình đang nhìn ngoài cửa. Cáp thanh à, tháp canh đọc cáp thanh tháp canh một cái nghĩa là cái chỗ này nó đã bị gọi là nó bị giam giữ gọi là bảo mật rất là ghê gớm các bạn. Ok. Ok, mình sẽ di chuyển nha. Mình bấm vô con mắt nữa mình di chuyển nè. Ok, mình gặp một cậu bé các bạn. Thằng này tên là Phil. Chào, vãi, mình chào tên nó chào thôi. Mình sẽ hỏi là cậu khỏe không ạ? Cậu khỏe không? Mọi người đều nói rằng tớ bị bệnh. Nếu không bị bệnh thì đâu có vô đây đâu. Đây là viện nghiên cứu đó. Thật là ngớ ngẩn. Thật là ngu ngốc. Cậu sẽ rời khỏi đây vào tối nay. Tớ sẽ làm nếu cậu giúp. Thì ra mình cũng không biết mà tại sao mình lại biết cái tên thằng này ta. Điều duy nhất mà tớ biết là văn phòng, là có nghĩa là chỗ văn phòng nó có cái chìa khóa không? Có chìa khóa trong đó. Tớ thấy bác sĩ viết một mật mã gì cơ, để em mở ra cánh cửa màu vàng. Ok. Chú ấy không muốn tớ nói với cậu. Ai cơ? Chú ấy, tự nhiên chú ấy xong ba chấm. What the fuck, gì nữa hả? Cái đậu xanh nữa, cái con quái vật đó các bạn ơi. Má ơi. Đó, nó kêu là mày là chỉ là tù nhân của tao rồi. Không ai sẽ không không có không có một ai sẽ giúp mày ra khỏi đây cả. Vãi cho đái. Hãy để tôi yên. Tôi ghét ông, má tao không ghét mày mà. Đi thiệt. Ok. Mẹ ơi, bố ơi. Mình sẽ đúng rồi, hãy can đảm lên, mình sẽ không có để cho con quái vật nó đánh mình được. Ok, mình sẽ coi coi bệnh án của con này. Thằng này tên là cái gì á, Fillmore hả, Fillmore hay là gì đó. 8 tuổi, giới tính nam, lịch sử là bệnh nhân được đưa đến viện nghiên cứu
Với mẹ mình là gì? Recall, Runestorm. Cậu bé có hành vi là hoang tưởng và cái mắc chứng là vẫn chứng hoang tưởng nhưng mà vẫn chưa có thể chuẩn đoán ra được, trị liệu là ông bác sĩ đóng trị liệu luôn. Chúng tôi không nhận được sự tin tưởng từ phía bệnh nhân và cậu ấy không trả lời bất kỳ câu nào. Ok, ngày 6 tháng 4 năm 1944. Ok, mình xem dưới cái hộp này có gì không các bạn nhé. Ok, để kiểm tra cái hộp. Mở nó ra. Một cái chìa khóa nhỏ bé. Mình nghĩ là chìa khóa đó mình sẽ mở cái hộp này được coi phải không ta? Cho mình sử dụng nha. Đúng rồi nè. Được rồi, bên trong có gì? Bên trong có một bức ảnh các bạn, để mình kiểm tra. Đây là bức ảnh mình chụp với gia đình mình. Mình nghĩ đây là bố mình đây. Gia đình thân yêu của mình sẽ bảo vệ. Ok, đây là mình nghĩ là bố mình. Đây là mẹ mình, còn đây là dì friend, dì phrase. Đây là con mèo của mình tên là Midnight. Ok. Mình nghĩ là mình sẽ đi qua bên đây các bạn nhé. Ok, mình coi coi. Đây có một cái bà y tá nào đó. Nhìn bà cũng già rồi, chân mình ổn. Nói chung là không có cái đồ gì mình xài được cả. Cái này thì nó bị đóng cửa rồi. Ok, mình sẽ nói chuyện với cái bà này thiệt coi. France. Con tỉnh rồi à, tốt quá. Con đã ngủ bao lâu rồi? Có lẽ là 3 ngày, phải ngủ tới 3 ngày luôn, ngủ dữ lắm vậy. Đó là do thuốc chăng? Đúng là do thuốc rồi. Đó là lý do tại sao con không nên nói về nó một lần nữa. Nhưng bà này bà đang cảnh cáo hay là bà đang muốn giấu mình một cái gì đó, bà không muốn cho mình nhắc về cái viên thuốc đó các bạn. Con vừa gây ra chuyện. Nhìn đi, con chả làm được gì ngoài việc rắc rối. Ok. Rèm cửa bị hỏng rồi. Chỉ vô tình sao? Dì sẽ đi sửa, hãy theo dì. Ok, mình đã làm cái rèm cửa bị hư và khiến bà này phải đi theo mình các bạn. Ok, mình sẽ đi nói chuyện bà ấy coi. Hình như thiếu cái gì đó, con có thấy cái móc không? Mình sẽ giả bộ mình bảo là cái móc nào nha. Ok. Dì sẽ đi tìm đồ quỷ nhỏ. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua bên đây để mình đọc những cái mà bà đang ghi trên đây để xem có chuyện gì không. Ở đây một cái thuốc giảm đau hay cái gì đó các bạn. Ok, viết bằng tay xấu kinh khủng. Ok, cái này nó ghi là tên của bà y tá đó, cái gì ladies cái gì đó mình quên rồi. Tên bệnh nhân là tên mình, mô tả tình trạng bệnh nhân ghi chữ xấu vãi chưởng luôn. Bệnh nhân luôn trong tình trạng ngủ ly bì, con bé chỉ thức dậy để uống nước, nhưng tôi không nghĩ con bé sẽ nhớ gì đó đâu. Con bé ngủ liên tiếp 3 ngày rồi. Một số họ hàng đã đến khi con bé ra ngoài chơi đến đây cái vấn. Ok, nó dưới đây là có cái mã số nào đó. Hồi nãy mình nói cái chữ Do Lai là gì ta? Do Lai là hẳn ngoài. Do Lai là những cái tên thuốc mới nãy các bạn, tên cái tên thuốc mà hồi nãy mình vừa mới uống xong cái mình bị hoang tưởng các bạn đó. Ok, có cái hộp gì đây? Ok, cái hộp gì đó. Ô, vải chữ má. Các bạn có nghĩ giống mình không? À, một một y tá làm trong một cái viện nghiên cứu lại mang theo súng để làm gì? What the fuck? Rất tiếc là mình không thể lấy được khẩu súng này. Ok, đây là những cái nói chung cuốn sách mà nói về y học đấy các bạn, sinh học gì đó. Ok, để mình kiểm tra xem cái này thì chắc là kiểm tra thôi. Chữa lành vết thương. Thuốc mình bên trong đó. Ok, đúng như mình nghĩ các bạn. Ok, mình sẽ kiểm tra sử dụng. Ở dưới đây là một cái mã số các bạn.
Dưới đây có chữ H, chữ I, chữ D, chữ E. Mà hồi nãy là mình có đọc cái tờ giấy, một cái tờ giấy, nó có hiện, nó có ghi những cái con số đó và nó có ghi cái tên những cái bảng chữ cái ở dưới con số đó các bạn, ở trên ở những cái con số đó, và nó có ghi là dual line, có nghĩa là cái mật mã nó sẽ nằm ở trong những cái chữ được ghép lại đó, chữ hai đúng không? Chữ hai là H I G E. H là số 8 đây, nó đã được đánh dấu đây. I là số 9. Chữ D là số 4 và chữ E là số 5, vậy có nghĩa mật khẩu sẽ là 8 9 4 5. Ok, mình sẽ mở ra nha. Không có gì là khó khăn cả. Ok, mình sẽ sử dụng nó. Rồi, 8 9 4 5. Bam. Ồ, những viên thuốc con mèo nói với mình sẽ, những viên thuốc này sẽ giúp mình. Ok, mình sẽ bấm vào thử nha. Ôi má ơi, đúng như mình nghĩ các bạn, những cái viên thuốc này nó sẽ làm cho mình sẽ làm cho mình bị hoang tưởng các bạn, và mình sẽ bị rơi một vào một cái thế giới khác. Ở một thế giới đây, mình sẽ coi tránh xa con quái vật gớm gớm ghiếc. Ok, chào cô y tá. Ok, bên đây sẽ có gì không? What the hell? Để mình đi xuống dưới đây nha. Đây là ông bác sĩ. Và có phải người kia có phải là gì mình không ta? Không được, cô không nên nói cho cô con bé biết về điều này. Điều này là gì? Nhưng con bé sẽ biết thôi. Ông không thể để tôi xa con bé được. Cần một lý do rõ ràng nhé, Price. Đúng rồi, bà này bà dì của mình đây. Không, không phải vậy. Tôi muốn đưa con bé về nhà ngay bây giờ. Cô không thể. France vẫn chưa hồi phục về tình trạng tinh thần của mình. Ok, giống như là ông này ông đang bà gì mình muốn. Ủa má ơi, hết hồn. Rồi mình được tỉnh dậy không? Ok. Và có thể tập này mình sẽ kết thúc ở đây nha các bạn. Và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like, một subscribe để mình có thêm động lực để làm những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.